Xin chào cả nhà buổi sáng nhé. Cả nhà ơi, thì đây là những cái cây mầm mà mình đã gieo trồng được đây cả nhà này. Đây. Ba cây bí ngòi này cả nhà này. Đấy, bữa nay mình đem nó ra trồng cả nhà. Một ít cải bẹ màu gà. Cải bó xôi, à không phải đâu, cải cầu vồng đấy cả nhà ơi. Đây. Cải cầu vồng này. Mùng tơi này. Thì bữa nay một số loại cây như là bí ngòi và cải bẹ màu gà thì đã trồng được rồi. Đấy, rễ nó đã bén xuống dưới đây rồi cả nhà đây này. Đấy, cả nhà thấy không? Thấy cái rễ này trắng trắng đó. Đấy. Thì mình đã có thể đem trồng được rồi cả nhà nhá. Mời cả nhà đi trồng cây với mình nào. Đầu tiên mình sẽ trồng một cây bí ngòi vào cái thùng xốp này cả nhà ơi. Mình đào hố nè. Sau đó bỏ một ít phân gà ủ hoai xuống cả nhà nhé. Để làm nguồn dinh dưỡng ban đầu cho nó. Tại vì ở trong cái bầu ươm này này thì lúc đầu nó đã có cái đất dinh dưỡng của mình. Nhưng mà sau thời gian cây phát triển được như thế này thì còn thiếu dinh dưỡng cả nhà nhé. Vì vậy là mình phải bổ sung một ít cái phân xuống dưới trước khi trồng cả nhà. Trồng cây bằng cách là ra cây con từ cái bầu ươm như thế vậy thì nó đảm bảo sức khỏe cho cây. Rất là tốt cả nhà. Như vậy mình đã trồng xong một cây bí ngòi xinh xinh vào trong cái thùng xốp này rồi. Còn đây là cái cây rau dền cơm cả nhà. Cứ để nó phát triển để ăn cùng với rau muống này. Hay là nấu cà cả nhà nhé. Trong thùng xốp thứ hai cũng đã có một ít cái hạt mầm, cây mầm mùng tơi nó lên ấy. Thì mình cứ để như thế và bí ngòi thì mình trồng ở giữa cả nhà nhé. Đào hố và trồng ở giữa. Đấy, còn những cây mùng tơi này tương lai mình sẽ chuyển nó đi chỗ khác. Đấy, cho nên là mình cứ để nguyên như vậy cả nhà. Cũng giống như cái thùng xốp bên kia, mình cho nó một ít phân gà ổ hoai. Sau đó lấy cây giống ra từ bầu ươm. Đặt nhẹ xuống cả nhà nhé. Và vuông góc thế là xong. Rất đơn giản phải không cả nhà? Hoàn thành xong cây thứ hai rồi cả nhà. Cây bí ngòi thứ ba mình tiến hành tương tự. Sau khi đào hố xong, mình bỏ chút phân gà ổ hoai xuống nào. Cho rộng cái hố ra một chút bởi vì cái bầu ươm này này cả nhà này, nó rất là to. Wow. Cả nhà thấy rễ này, rễ của nó đây. Đây. Bầu ươm này to quá, không kịp bỏ vào đây nó có vừa không? Như vậy rất đơn giản, mình đã trồng xong 3 cây bí ngòi vào 3 cái thùng xốp và thêm một cây bí ngòi thứ tư đây cả nhà. Đấy, thì mình cây này thì mình đã trồng cách đây phải đến 1 tuần rồi thì phải. Mình trồng gọn vào một góc cả nhà nhá. Đấy, còn bên còn lại thì để mình thường xuyên bổ sung dinh dưỡng bỏ phân cho nó. Thăm lại một chút mấy cái cây giống của mình này.
Đây. Rau diếp chịu nhiệt này. Wow, thì ra cứ nhầm giữa cải giữa giữa bí ngô và bí ngòi, thì ra ở đây là chắc là ai vứt rất là nhiều cái hạt bí ngô xuống đây này cả nhà này. Đấy, hoặc nhà mình ăn rồi bỏ làm rác nhà bếp ý. Thế là nó phát triển thành toàn bí ngô thôi. Lúc đầu tưởng lạc loài một cây bí ngòi rơi hạt ra nhưng mà không phải. Cải bữa nay cả nhà ơi. Sau khi bổ sung đất dinh dưỡng cho nó đấy. Thấy không? Nhìn thích ơi là thích luôn. Đây là những cây mầm rau cải. Thì sau đây mình sẽ đem trồng vào cái luống rau nho nhỏ này của mình này cả nhà này. Đấy, mình đã đào sẵn hố rồi. Bây giờ mình sẽ trồng giống như là bí ngòi thôi cả nhà nhé. Cả nhà cùng xem mình trồng nào. Thank you.
Cả nhà ơi, như vậy mình đã trồng xong 8 cây cải bẹ màu gà và cái luống rau xinh xinh rồi. Cả nhà thấy là cái cách ươm cây giống vào cái bầu và đem ra trồng như vậy thì thấy thế nào? Rất là tiện lợi và tốt phải không cả nhà? Đấy, giúp cho cây nó ổn định ngay từ ban đầu sau khi mình trồng xuống cả nhà nhé. Thì sau đó đây mình sẽ đi tưới nước này. Đấy, rồi để độ ổn định độ khoảng độ dăm hôm thì mình có thể bổ sung bắt đầu dinh dưỡng cho nó. Đấy, để cho cây phát triển được tốt. Và sau này mình sẽ chia sẻ với cả nhà nhiều hơn nhé. Rồi có lẽ video của mình hôm nay xin dừng lại ở đây. Cái luống rau muống này hôm qua cực tốt luôn. Cái con gái mình về thì mới hái cho chiều tối hôm qua. Thì video của mình bữa nay xin dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại mọi người trong một video tiếp theo.